Dù nhiều lần cảnh báo về việc đốt rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tình trạng đốt rác thải giữa ban ngày vẫn thường xuyên diễn ra. Hai bãi rác được tập kết tại đường Vương Đình Cung, đoạn qua phường Nhân Hòa. Những đồ dùng gia đình, hộp xốp, nhựa cũ đều được đem ra đốt. Rác đốt liên tục cả ngày lẫn đêm. Đống rác cũ chưa kịp cháy hết, đống rác mới đã xuất hiện. Bãi rác này thì nếu nói đúng là nó phải có cách đây độ khoảng 3-4 năm nay rồi. Cháy mùi khó chịu, mùi hôi thối lồng nặng, rất là khó. Đốt thường xuyên để lại kéo đến này. Tình trạng đốt rác thải trong nhiều giờ liên tục như vậy sẽ sản sinh ra chất dioxin, làm tăng nguy cơ cao về ung thư. Theo quy định mới nhất của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, hành vi giao bán, mua, cho tiếp nhận, chôn lấp, đổ rác thải trái phép với khối lượng dưới 1 tấn sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Khối lượng 100 tấn trở lên, mức phạt từ 200 đến 250 triệu đồng.